hé lộ quân bài chiến lược để Nga mặc cả với phương Tây. Quyết định ngừng gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen của Nga đã khiến cho thị trường năng lượng toàn cầu có nguy cơ căng thẳng trở lại sau hơn 2 tháng dần ổn định. Theo các nhà quan sát, nhờ động thái này, Nga dường như tìm được quân bài để ra điều kiện với phương Tây. Thỏa thuận ngũ cốc sụp đổ Thỏa thuận mang tên sáng kiến ngũ cốc biển đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán được ký kết vào tháng 7 năm 2022 – trong khuôn khổ sáng kiến, Nga và Liên Hợp Quốc đã ký bản ghi nhớ MOU về việc tạo điều kiện cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga ra thị trường thế giới. Về phía Nga, nước này đã cung cấp một hành lang ngũ cốc an toàn qua Biển Đen để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine. Đây là thỏa thuận duy nhất được ký kết giữa Nga và Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Thỏa thuận được ca ngợi là có ý nghĩa quan trọng trong việc xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do tình hình xung đột giữa hai nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Cho đến nay, thỏa thuận đã có 3 lần gia hạn, lần gần đây nhất có hiệu lực là từ ngày 18 tháng 5 và được kéo dài 2 tháng. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, gần 33 triệu tấn ngũ cốc đã được Ukraine xuất khẩu tới 45 quốc gia trên toàn cầu trong khuôn khổ thỏa thuận, trước khi chuyến tàu chở hàng cuối cùng rời khỏi quốc gia Đông Âu hôm 16 tháng 7. Tuy nhiên, hôm 17 tháng 7, Nga tuyên bố sẽ không gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận kết thúc. Theo Nga, thỏa thuận chỉ cho phép xuất khẩu ngũ cốc thương mại từ Ukraine một cách hiệu quả, trong khi xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga vẫn bị phương Tây chặn lại. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc mục đích chủ yếu của thỏa thuận là cung cấp lương thực cho các nước cần đến đã không được thực thi. Bên cạnh đó, các lệnh cấm vận của phương Tây đã cản trở hoạt động xuất nhập khẩu của mặt hàng nông sản Nga thị trường lương thực trao đảo. Theo các chuyên gia, sáng kiến ngũ cốc biển đen sụp đổ là đòn giáng mạnh vào thị trường lương thực thế giới và có nguy cơ đẩy hàng triệu người vào tình trạng thiếu đói. Những quốc gia có thu nhập thấp ở châu Phi và Trung Đông có thể sẽ trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào lúa mì của Nga, quốc gia chiếm 20% lượng lúa mì xuất khẩu trên toàn cầu. Giá lúa mì, ngô, đậu tương đồng loạt tăng sau thông báo của Nga. Theo chuyên gia Peter Seretti, từ công ty tư vấn rủi ro chính trị ASEAN Group, trong tương lai, việc chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc sẽ gây thêm áp lực giá năng lượng khác trong bối cảnh hạn hán ở châu Âu và sự khởi đầu của El Nino. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã mô tả thỏa thuận này đóng một vai trò không thể thiếu ở trong an ninh lương thực toàn cầu. Sự sụp đổ của thỏa thuận có nguy cơ đẩy giá lương thực lên cao đối với người tiêu dùng ở trên toàn thế giới và đẩy hàng triệu người vào cảnh đói kém. Theo Nhà Trắng, sáng kiến này giữ vai trò quan trọng trong việc giảm giá lương thực toàn cầu, vốn đã tăng vọt sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng nhận định việc Nga rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen làm xấu đi triển vọng an ninh lương thực toàn cầu và làm gia tăng nguy cơ lạm phát giá lương thực. Điều kiện để Nga tham gia trở lại ngay sau khi tuyên bố ngừng tham gia thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine, quân đội Nga đã đưa ra cảnh báo tất cả các tàu trên đường tới các cảng của Ukraine ở Biển Đen có thể bị coi là tàu chở hàng quân sự từ 0 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2023. Bộ Quốc phòng của Nga cũng tuyên bố một số khu vực trên Biển Đen tạm thời bị coi là không an toàn cho hoạt động hàng hải. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nếu một chiều giữa Nga và Liên Hợp Quốc về xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nước này, không được thực hiện đầy đủ trong vòng 3 tháng tới, Moscow sẽ không đàm phán về thỏa thuận. Nga chỉ đồng ý trở lại đối thoại về khôi phục sáng kiến ngũ cốc sau khi có các kết quả cụ thể ở trong việc thực hiện phần thỏa thuận liên quan đến Nga, chứ không phải là cam đoan hay hứa hẹn của Liên hợp quốc và phương Tây, bà Zakharova nhấn mạnh. Tổng thống Nga Putin cũng đã ra thông báo cho biết ông muốn phương Tây chấm dứt cấm vận đối với ngân hàng nông nghiệp Nga để tạo điều kiện cho Nga xuất khẩu nông sản. Những yêu cầu khác của Nga bao gồm nối lại hoạt động xuất khẩu máy móc nông nghiệp và phụ kiện, chấm dứt việc phong tỏa tài sản và tài khoản ngân hàng của các công ty Nga tham gia xuất khẩu thực phẩm và phân bón. Theo các chuyên gia, việc Nga ngừng tham gia sáng kiến ngũ cốc biển đen là cách để nước này tìm được một phạm vi hành động khác để đối phó với việc bị quốc tế cô lập, trong khi là bài khí đốt cho đến lúc này có vẻ như không tạo được hiệu ứng đối với các nước châu Âu như Nga kỳ vọng tiết lộ bí mật kế hoạch cách Mỹ tấn công Nga. Làm suy yếu Nga là mục tiêu của Mỹ và các quốc gia phương Tây hướng tới, để hoàn thành nó, Mỹ và phương Tây không chỉ cung cấp vũ khí đạn dược cho Ukraine để chống lại Nga mà còn tìm cách cô lập Nga ở trên mọi mặt trận. Đại tá Douglas McGregor, cựu cố vấn của người đứng đầu lầu năm góc cho biết, phương Tây đang cố gắng để làm suy yếu Nga càng nhiều càng tốt nhằm chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên của quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới này. Theo Đại tá Mỹ, kế hoạch của giới tinh hoa phương Tây còn nhằm phá hủy bản sắc dân tộc Nga, điều này vốn đã diễn ra từ lâu ở Liên minh châu Âu. Tổng thống Putin sẽ chiến đấu đến cùng để đất nước của ông ấy không lặp lại số phận của các quốc gia Tây Âu, Đại tá Douglas MacGregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc nhận định. Đại tá MacGregor lưu ý rằng sự phụ thuộc vào quốc gia lớn nhất hành tinh sự phụ thuộc vào quốc gia lớn nhất hành tinh hứa hẹn vào lợi ích to lớn cho giới tinh hoa toàn cầu. Những người theo chủ nghĩa can thiệp sẽ có cơ hội để tiếp cận những nguồn tài nguyên vô tận, khoáng sản, dầu mỏ, khí đốt và thực phẩm. Cũng liên quan đến các phương thức tấn công vào Nga, tờ Washington Post vào ngày 20 tháng 7 đã đưa tin, một quan chức của Ukraine giấu tên cho biết quân đội nước này đã bắt đầu sử dụng đạn trùm và bắn vào các chiến hào kiên cố của Nga dọc theo phòng tuyến ở mặt trận Đông Nam. Ngoài các vị trí ở tiền tuyến ở đông nam Ukraine, đạn chùm cũng dự kiến sẽ được sử dụng ở các mặt trận gần thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk mà Nga đang kiểm soát. Hiện Nga chưa bình luận về thông tin Ukraine sử dụng đạn chùm và chưa rõ phản ứng trên thực địa của Moscow đối với động thái này. Anh quyết định sử dụng AI để kiểm tỏa Trung Quốc Cơ quan tình báo của Anh, MI6 cho biết họ đang ở trong cuộc chạy đua sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để vượt qua các đối thủ và ngăn chặn họ lạm dụng công nghệ. Richard Moore, người đứng đầu của MI6 nói với Politico trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 21 tháng 7 rằng các quan chức Anh đang kết hợp các kỹ năng của họ với AI và dữ liệu số lượng lớn cho công nghệ tình báo, bao gồm cả việc xác định và ngăn chặn dòng vũ khí đến Nga để sử dụng chống lại Ukraine. Cơ quan tình báo Anh đang phải học cách làm chủ công nghệ mới như AI bởi vì một số đối thủ cũng đang làm như vậy. Chắc chắn rằng một số đối thủ của chúng tôi sẽ chuẩn bị phát triển AI theo những cách liều lĩnh và nguy hiểm, điều đó khiến chúng tôi lo lắng, ông Moore phát biểu. Theo giám đốc MI6, Trung Quốc đã bổ sung vào kho dữ liệu khổng lồ của mình ở trong nước nhờ nguồn nhân lực tình báo đông đảo mà họ đã tuyển dụng ở nước ngoài việc kiểm soát dữ liệu là rất quan trọng đối với chủ quyền quốc gia. Ông Moore nói, đồng thời cũng phản đối chính sách ngoại giao kinh tế của Bắc Kinh, cũng như là việc các công ty công nghệ Trung Quốc cung cấp các dịch vụ quan trọng ở các quốc gia khác. Các chính phủ phương Tây ngày càng xem xét các mối quan hệ của họ với công nghệ Trung Quốc, Mỹ, Anh, Canada ở trên khắp châu Âu và các quốc gia khác đã chuyển sang cấm sử dụng mạng xã hội TikTok do Trung Quốc sở hữu trên điện thoại của các quan chức chính phủ vào đầu năm nay. Nhiều quốc gia tương tự cũng đã đưa ra các hạn chế đối với việc sử dụng các thiết bị viễn thông 5G của gã khổng lồ công nghệ Huawei trong những năm trước. Những can thiệp này được thúc đẩy bởi các cảnh báo từ các cơ quan an ninh và tình báo rằng các công ty công nghệ của Trung Quốc có thể đang thu thập thông tin, dữ liệu từ người dùng bảo vệ dữ liệu do công dân của họ và các dự án quốc gia tạo ra. Có vẻ là về y tế hay cơ sở hạ tầng, nếu như giao dữ liệu của mình cho một đất nước khác, chúng ta có nguy cơ bị mắc bẫy dữ liệu dẫn đến chủ quyền quốc gia sẽ bị tổn thương. Người đứng đầu của MI6 tuyên bố với các đồng minh quyết tâm giành chiến thắng ở trong cuộc đua làm chủ việc sử dụng AI một cách có đạo đức và an toàn. Trung Quốc nuốt chửng dòng dầu và than của Nga khi xung đột kéo dài nhập khẩu các mặt hàng năng lượng quan trọng của Trung Quốc từ Nga đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào tháng trước, cho thấy sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng giữa hai quốc gia khi xung đột Ukraine đang kéo dài sang năm thứ hai, Bloomberg đưa tin. Nhập khẩu than nhiệt và than luyện cốc từ Nga đã tăng lên 10,6 triệu tấn trong tháng 6, cao hơn tổng nhập khẩu từ các nhà cung cấp hàng đầu của Trung Quốc là Indonesia và Mông Cổ, theo dữ liệu hải quan hôm thứ Năm, 20 tháng 7. Cũng trong tháng 6, lượng dầu chảy từ Nga đến Trung Quốc đã đạt 10,5 triệu tấn và tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Nền kinh tế lớn nhất châu Á đã chứng tỏ quốc gia này là lối thoát quan trọng cho cả dầu mỏ và than đá cho Moscow khi mà các khách hàng phương Tây quay lưng lại với chúng. Trung Quốc đã duy trì quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin bất chấp cuộc xung đột với Ukraine nổ ra vào năm ngoái. Quốc gia châu Á cũng từng từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt do Mỹ lãnh đạo về giao thương than đá, từ giữa tháng 5, Nga đã đẩy mạnh vận tải dọc theo tuyến đường sắt xuyên khan nối với thành phố biên giới Manjoli ở nội mông của Trung Quốc. Ngoài ra, Nga cũng có kế hoạch cho một tuyến đường sắt khác đến phía đông bắc Mạc Hà ở Hắc Long Giang, theo Viện Nghiên cứu Giacot của Trung Quốc. Trong khi đó, thì trang Financial Times đã đưa tin rằng Trung Quốc đang lợi dụng dòng chảy dầu thô giá rẻ của Nga để tăng dự trữ và xuất khẩu các sản phẩm lọc dầu việc tăng nhập khẩu dầu lên mức kỷ lục ở trong năm nay diễn ra bất chấp bối cảnh phục hồi chậm của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Nó cho thấy các biện pháp trừng phạt đối với Nga đang định hình lại thị trường dầu mỏ toàn cầu như thế nào với việc Trung Quốc nhận được lợi ích kép từ dầu thô giá rẻ và cơ hội thúc đẩy xuất khẩu. Linh Mỹ trốn sang Triều Tiên, Lầu Năm Góc tìm mọi cách đưa về Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ rằng Lầu Năm Góc đã liên hệ với các đối tác ở trong Quân đội Nhân dân Triều Tiên KPA về binh sĩ Travis King, người đã vượt biên trái phép sang Triều Tiên hôm 18 tháng 7. Ông Miller nói thêm, theo tôi được biết, những thông tin liên lạc đó vẫn chưa được trả lời. Theo quân đội Mỹ, binh nhì Travis King, 23 tuổi, nhập ngũ vào năm 2021 với vai trò là lính trinh sát thuộc đơn vị kỵ binh số 1, đóng quân ở bang Texas. Kinh được triển khai tới Hàn Quốc và trải qua một thời gian bị kỷ luật. Hôm 18 tháng 7, Kinh được cho là đã trà trộn vào một nhóm khách tham quan khu an ninh chung thuộc về khu vực phi quân sự DMZ, ngăn cách Triều Tiên và Trung Quốc. Trong quá trình di chuyển cùng nhóm khách tham quan, trong quá trình di chuyển cùng nhóm khách tham quan qua khu vực làng Bàn Môn Điếm, Kinh đã tự tách ra và chạy về phía lãnh thổ của Triều Tiên. Người phát ngôn của Nhà Trắng Catherine jean pierre cho biết chính quyền của Tổng thống Biden vẫn đang thu thập thông tin. Trong khi đó, thì ông Mueller cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang cố gắng xác định tung tích của King cùng với sự giúp đỡ của Thụy Điển, quốc gia đóng vai trò là kênh ngoại giao của Washington và Bình Nhưỡng. Chúng tôi vẫn đang cố gắng thu thập thông tin về nơi ở của binh nhì King. Chính quyền đang và sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo an toàn cho anh ấy và đưa anh ấy trở về nhà với gia đình, ông Mueller nói. Vụ việc xảy ra ở trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên với sự xuất hiện của tàu ngầm tên lửa đạn đạo trang bị hạt nhân của Mỹ hôm 18 tháng 7 và vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên chỉ một ngày sau đó. Đại tá quân đội Isaac Tyler, phát ngôn viên của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc hôm 18 tháng 7 cho biết Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc UNC cùng với Cơ quan Giám sát An ninh Khu vực Biên giới đang làm việc với các đối tác KPA để giải quyết vụ việc này. Ông Taylor cho biết liên lạc đã được thực hiện qua đường dây nóng hàng ngày với Triều Tiên, song không đề cập đến việc phản hồi của Bình Nhưỡng. Dấu hỏi về động cơ của chuỗi hành động phi pháp Các quan chức của Mỹ hiện vẫn chưa xác định được động cơ của Travis King khi lao qua đường phân định giữa hai miền Triều Tiên. Kage, bác của King, nói với tờ Daily Best rằng cháu trai của ông đã suy sụp sau cái chết bi thảm của người em họ 7 tuổi hồi đầu năm nay, Case cho biết, con trai của ông qua đời vào cuối tháng 2 do một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp và phải dựa vào các thiết bị hỗ trợ sự sống trong những ngày cuối đời. Khi con trai của tôi vật lộn với những ngày tháng cuối cùng, Travis đã bắt đầu trở nên liều lĩnh và hành động thật điên rồ khi biết em họ của nó sắp chết. Tôi nghĩ điều này ít nhất có ảnh hưởng đến những gì nó đã làm, tờ báo đã dẫn lời ông Gage. Claudine Gage, mẹ của Travis King, nói với ABC News rằng bà bị sốc khi nghe tin con trai mình đã vượt biên sang Triều Tiên. Tôi không hiểu tại sao con trai tôi lại có hành động như vậy. King bị kết tội hành hung khi làm nhiệm vụ với cáo buộc tấn công và làm hư hỏng một xe cảnh sát vào tháng 10 năm ngoái. Người này sau đó đã nhận tội và bị kết án phạt vào tháng 2. Sau 50 ngày giam giữ tại một cơ sở tạm giam của Hàn Quốc, King đã mãn hạn tù và được quân đội Mỹ trở ra sân bay để trở về đơn vị tại quê nhà ở Mỹ. Một quân nhân được giao nhiệm vụ áp giải Kinh tới sân bay, nhưng người này chỉ đưa King đến khu vực hải quan. King đã lợi dụng kẽ hở này để rời khỏi sân bay. Vài giờ sau, Kinh xuất hiện cùng đoàn du khách đa quốc gia tham quan khu vực phi quân sự. Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan xử lý các mối quan hệ với Triều Tiên cho biết tất cả các chuyến tham quan tới làng Bàn Môn Điếm nằm trong vùng phi quân sự DMZ của Hàn Triều đã bị hủy bỏ vô thời hạn theo yêu cầu từ Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc. Tính đến sáng ngày 20 tháng 7, Triều Tiên vẫn im lặng về thông tin của binh sĩ Mỹ xâm nhập trái phép vào lãnh thổ nước này, không tiết lộ sẽ giam giữ người lính này trong bao lâu. Quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ hiện vẫn đang rất căng thẳng, nhưng Bình Nhưỡng không hề đề cập đến số phận của binh nhì Travis King trong các tuyên bố mới. Trước đây, khi công dân Mỹ bị giam giữ ở Triều Tiên, họ sẽ bị đưa ra xét xử và kết án, nhưng nhiều trường hợp được thả ra nếu có sự can thiệp ngoại giao cấp cao. Tuy nhiên, các sự cố có liên quan đến binh lính là cực kỳ hiếm. Chúng tôi chưa biết động cơ của Travis King là gì và thực sự vụ việc như vậy chưa từng có tiền lệ để gợi ý cho chúng tôi về cách mà Triều Tiên có thể sẽ đánh giá tình hình chúng ta sẽ phải chờ xem. Jenny House, giám đốc của trang web 38 North, chuyên phân tích về Triều Tiên cho biết. Một cựu quan chức ngoại giao của Triều Tiên cho biết Kinh có thể sẽ được sử dụng như là một công cụ tuyên truyền giữa Mỹ và Triều Tiên, nhưng không rõ Bình Nhưỡng sẽ khai thác sự hiện diện của binh sĩ này trong bao lâu. Hé lộ điều Mỹ tiếc nuối về chuyến thăm Trung Quốc của ông Henry Kissinger Nhà Trắng vào ngày 21 tháng 7 lấy làm tiếc khi mà ông Henry Kissinger có thể gặp nhiều quan chức ở Trung Quốc hơn một số lãnh đạo Mỹ đương nhiệm. Ông Kissinger đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón nồng nhiệt như là một người bạn cũ vào hôm 20 tháng 7 giữa lúc Bắc Kinh và Washington nỗ lực hàn gắn quan hệ dạn nứt. Ông Kissinger từng là người đứng sau nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh vào thập niên 1970 với tư cách là Ngoại trưởng Mỹ và Cố vấn An ninh Quốc gia dưới thời của chính quyền cố Tổng thống Richard Nixon và General Fox. Nhà Trắng cho biết họ đã biết về chuyến đi của ông Kissinger nhưng đó là chuyến thăm cá nhân của một công dân Mỹ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Kissinger, 100 tuổi, cũng đã gặp nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc, người đến nay vẫn từ chối đối thoại trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Theo hãng tin Reuters, Ông Lý đã bị Mỹ áp các lệnh trừng phạt từ năm 2018 và các quan chức của Trung Quốc đã từng nhiều lần yêu cầu Washington dỡ bỏ lệnh trừng phạt để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại. Ông John Kirby, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói rằng, thật không may khi một công dân có thể gặp bộ trưởng quốc phòng và trao đổi, còn chính phủ Mỹ thì không thể, đó là điều mà chúng tôi muốn giải quyết. Đó là lý do chúng tôi tiếp tục mở rộng các kênh liên lạc quân sự, bởi nếu không có kết nối, giữa thời điểm căng thẳng và nguy cơ tính toán sai lầm gia tăng thì rủi ro sẽ nhiều hơn. Ông Kirby nói rằng các quan chức chính quyền Mỹ mong muốn được nghe tin từ cựu ngoại trưởng Kissinger khi ông ấy trở về để lắng nghe những gì ông ấy đã nghe, những gì ông ấy đã biết, những gì ông ấy đã thấy. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã gia tăng vì một loạt các vấn đề, bao gồm chiến sự ở Ukraine, Đài Loan, Trung Quốc và các hạn chế thương mại, đã nỗ lực thiết lập các kênh liên lạc về những vấn đề này cũng như là nhiều vấn đề khác thông qua các hoạt động ngoại giao cao cấp gần đây. Ông John Kerry, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Joe Biden về khí hậu vừa kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh hôm 19 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Bắc Kinh vào tháng trước xen giữa chuyến thăm này, bộ trưởng tài chính Mỹ Janet Yellen cũng từng tới Mỹ bàn về các vấn đề kinh tế.